Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Đầu game cho hai con Echo này. Có Echo không? Đùa thôi, cần gì Echo anh em. Cứ đánh bình thường thôi, không cần Echo đâu. Lấy cái tinh thể mana đi. Cho hai con Echo, nhưng mà thực ra chú ý đến cái con Dalet này này. Đấy, cái con Dalet này nó khỏe thì cho vào đó. Chả cần thiết là phải Echo. Bởi vì hôm nay tôi cũng có một con ten dành cho buổi chiều rồi. Đấy, buổi sáng nay nó là tập 1 thì buổi chiều là tập 2 anh em nhá. Đấy, buổi chiều tập 2 và cái buổi chiều video buổi chiều này thì nó sẽ là một cái video là cái món quà đấy để gửi tặng anh em Bùi Xuân Luân. Anh em Bùi Xuân Luân rất thích tôi chơi cái con Sandbox Exit. Đấy, và rất muốn là tôi chơi cái con đấy làm co. Thế nên là cái video buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại chơi tiếp cái con Sandbox Exit nha anh em nhá. Đấy. Đấy, ở trong cái con game này thì Sandbox Exit nó chưa ra sớm như cái trận sáng nay. Đấy, nó ra khá là muộn. Đến hiện tại thì vẫn chưa có, nhưng mà tôi sẽ coi như là tạm thời chơi những cái con này, kết hợp những cái con đỏ vào, kết hợp với cả con Dalet rất là khỏe dạo đầu game. Làm nào chúng ta đánh được cái chuỗi thắng đầu game. Đấy, xong rồi tí nữa ra con Sandbow thì chúng ta cho vào thôi. Thực ra ấy, cái đội hình mà tôi chơi sáng nay anh em cũng có thể thấy là Sandbow Exit chỉ cần 2 sao thôi là đã khá là khỏe rồi, không cần phải 3 sao đâu. Miễn là làm sao chúng ta có thể lên được level 12. Cái đấy thì khó. Cái đấy thì khó. Mà muốn lên được level 12 ấy, thì cần phải đánh được chuỗi thắng. Đấy, trận này thì cố gắng đánh chuỗi thắng và sẽ kiếm human sớm. Rồi đao này gặp bọn Goblin này. Sẽ ăn ở đó. Đội hình tương đối khỏe. Rồi, 3 mét đây rồi. Đấy, chúng ta có 3 mét rồi đây. Bán bố mấy con đỏ đi anh em ạ. Ở đây là có Zipper này. Chơi được này. Thế này thì có thể là sức mạnh đội hình về cái mặt phòng thủ có thể nó sẽ yếu hơn một chút. Nhưng mà cái sức mạnh tấn công thì là khá là khỏe nhá. Đấy, cái sức mạnh mà thiên về tấn công hơn. Đội hình 3 mét. Kết hợp với cả hai con tướng có khả năng gây đam. Chuyển bài phát thua luôn không? Chắc là không. Một cái xòe quạt của con Thunder nó gây ra được tới 1.900 đam à. Rất nhiều. Up cấp lên này. Để như này mạnh hơn. Nếu mà cho con Soundbreaker vào ấy thì có thể có cái cơ hội được một tiền. Nhưng mà cũng sẽ có cái cơ hội mất chuỗi sẽ rất là lớn. Khả năng là sẽ không cho vào, để sau. Kiếm cái một tiền đấy ở rau quái thôi. Come on chưa gặp đúng không? Come on khá là mạnh ạ. Thằng này cũng khỏe này. Hai sao cơ. Ê à, thế khả năng nào lại thua mất. Ăn được không? Chết rồi, nó còn hai con sống. Giá nhưng mà quả vừa lấy xoay quạt đồ phát ý, thì ăn được đấy. Nhưng mà không được rồi. Con này 2 sao anh em ạ. Cái quả xoay quạt thứ hai nếu mà xoay quạt được thì là ăn. Nhưng mà không xoay quạt được. Vẫn còn cái con Tinker phía sau là bắn. Đây rồi. Human ra luôn này. Ok.
Hai con Thunder luôn. Ra cả Human cả Sandbow Exit luôn. Bán đi. Ưu tiên cho cả Human luôn này. Ok. Round này thì thắng thì sẽ mua con này thôi. Nếu mà thua ấy, thì sẽ bán con đi mua. Rồi, ra ngoài thắng thôi. Bắt đầu sẽ có những cái cuốn sách đầu tiên. Và chúng ta sẽ sử dụng hợp lý những cái cuốn sách này để có thể lên được level 11, 12 nha anh em nhá. Đấy, hiện tại thì cứ cắn sách đi đã. Cắn sách để lên được level 7 cái đã. Từ level 6 lên level 7 tiết kiệm tiền một cách tối đa. Sau đó là từ level 7 trở lên thì có thể là sẽ giữ sách, bắt đầu là tiết kiệm sách dần. Đấy, cái tầm này là bắt đầu là chúng ta có thể có được những cái chiến thắng để kiếm được những cái cuốn sách, gia tăng cái lượng tiền. Thunder chỉ cần lên 2 sao thôi là chắc chắn là chúng ta sẽ đánh được chuỗi thắng rồi. Có thể trận này Sandbow Exit là không ra được 2 sao sớm thì cũng không sao. Tôi cứ giữ lại ở phía hàng chờ thôi, bao giờ lên được 2 sao cho vào. Còn form thì vẫn cứ form về 6 mét kết hợp với cả 6 human ở level 9. Mốc chuẩn của nó là như thế. Đây, cái thằng này khỏe này. Hai con Sandbow nó bổ xuống. Tôi thì cũng hai cái xe quạt. Ăn được không? Ăn được. Hay quá. Cái thằng vừa rồi là tương đối khỏe. Thằng này bán lại con này đi. Kiếm 10 tiền cái đã. Sách thì cứ cắn lên thôi. Chúng ta sẽ lên level 7 sớm với một cái chi phí thấp nhất anh em nhá. Tiết kiệm chi phí thấp nhất để lên level 7. Lên level 7 sớm để kiếm được những cái con 4 đô sớm, như là con Dragon Clay hay là con già. Đấy, già mà ra sớm thì là cái đánh cái bộ này nó rất là dễ, rất là trơn tru ở cái giai đoạn sau. Lúc nào nó cũng sẽ là 6 mét 6 human rồi. Đấy, còn da rồng thì nó lại càng tốt. Da rồng thì nó sẽ là 6 Clay kết hợp với 6 human. Đánh ở level 9. Đấy, mà nếu mà ra cả già cả rồng ấy thì nó sẽ là 5 rồng 6 mét 6 human đánh ở level 9. Đó, hai cái bộ. Nếu mà ra cả con già con rồng thì nó là quá là ok luôn. Đó. Chúng ta sẽ có những cuốn sách gia tăng cái lượng tiền. Thunder lên được 2 luôn này. Ôi giời, tuyệt vời luôn anh em ạ. Đồ lấy giảm hồi chiêu thôi. Rao này thì khả năng là tôi sẽ chưa up cấp vội anh em ạ. Rao này gặp cái thằng yếu lắm. Thằng MC Brian kia nó còn đang giống như kiểu Echo ấy. Nên là thôi, từ đã. Đổi cái Blink đi. À u rồi, quá tuyệt vời anh em ơi. Hay quá nhỉ, rất nhiều đồ gây sát thương phép ở đây. Rồi thằng này không làm gì cả anh em nhé, để giữ được 10 tiền. 10 tiền này tiết kiệm. Đao này chắc chắn nó sẽ thắng thôi và cũng sẽ có một quyển sách thôi. Chúng ta chưa thể gặp lại thằng có chuỗi kia được đâu. Đấy, sau ra 12 mới up cấp. Rồi, đao này thì vô tư, thắng được. Đấy, xòe quạt phát là đi hết rồi. Và chúng ta có một quyển sách. Rồi, ui, lại human thế này. Hay quá nhở. Vậy là chúng ta có 5 con rồi. Đúng không? Còn thiếu một con human nữa thôi. Có thể ra bất cứ con nào. Agali, Clay, già, Dragon, Clay đều được hết. Liều một phen nữa không? Hay là lên 7 luôn? Có khi nào mà round sau gặp ngay thằng có chuỗi không nhỉ? Nếu mà round sau gặp thằng có chuỗi thì khả năng là sẽ không cắt được chuỗi. Nhưng mà nếu mà round này mà tôi up cấp lên cấp 7 thì chắc là cắt được. Nhưng mà thôi anh em ạ, liều fan. Tiết kiệm tiền một tí. Tiết kiệm tiền tí. Ủa, gặp thằng này cũng to. Nhưng mà vừa nãy tôi ăn được thì bây giờ tôi cũng sẽ ăn được thôi. Thunder xoay quạt cái là gần như là giải tán hết rồi. Ok. Sandbow Exit vẫn chưa ra thêm con nào nhỉ? Vẫn mới chỉ có một con.
Bây giờ mà ra hai con mèo thì cũng rất là ok đấy. Hai con mèo khả năng up 7. Up 7 đánh cái cặp flame nữa, flame phía dưới hai con, thêm một con nữa là ba con mèo nữa. Lúc đấy thì đội hình này nó tương đối mạnh, có thể chơi được đến sau round 15, 16 vô tư. Chắc là tôi cũng chưa làm gì cả đâu. Bây giờ thực ra up cấp cho thêm một con vào nó cũng không khỏe hơn là nhiều. Cứ để đây đi, liều phát. Đấy, lại gặp cái thằng này yếu. Ui, thằng này bây giờ khỏe hơn rồi. Đấy, bây giờ sói 2 thêm được hai con 2 sao rồi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn sẽ ăn được thôi. Được không? Được chứ, được chứ, được chứ, được chứ. Rồi, vẫn có sách. Ok, vậy là tôi đã có chuỗi rồi đấy. Flame lên được 2 sao này. Ơ cái thằng kia mất chuỗi rồi. Nếu mà nó mất chuỗi rồi thì thôi cứ đánh từ từ vậy. Thế cũng chả phải vội lắm. Đen nhỉ. À, không gặp tôi. À, có thằng nó cắt được cái chuỗi trước tôi. Rồi, tiết kiệm sách đi. Sách này có lẽ tôi sẽ tiết kiệm luôn. Từ bây giờ luôn. Thái lên 7 rồi. Chưa đủ 6 goblin. Vô tư. Ok. Rất khỏe đấy. Ui rồi lại Thunder lại lên tiếp này. Đủ 6 human luôn này. Hay quá nhở. Bỏ tạm con Thunder ra. Này liệu rằng có đép được quái không? Đánh thế này có liều quá không nhỉ? 6 con. 6 con bỏ con Thunder 2 sao ra ngoài. Hơi liều. Không tự tin để cái đội hình này lắm nhỉ. Có lẽ là chúng ta sẽ up cấp lên cấp 7 anh em ạ. Như này thì nó an toàn hơn nhiều. Dù sao cái đội hình này nó cũng mạnh rồi. Và tôi nghĩ là tôi cũng sẽ có thể kiếm được mỗi round 4 quyển sách thôi. Tầm này mạnh rồi. Thunder 2 sao, Flame 2 sao, kết hợp với 6 human. Để như này cho chắc anh em ạ. Không đến để thế kia xong cuối cùng lại không ăn được cái đao quái chết. Vừa không có sách vừa không ăn được đao quái. Đấy, round này như này là chúng ta, thực ra chúng ta chả thọt cái tí đồng tiền nào đâu. Sách chúng ta cắn lên mà. Rồi, thôi tôi sử dụng hết cái đống sách ở đó. Ra 6 human sớm thì chúng ta cũng chả cần phải tiết kiệm sách làm gì cả. Tôi nghĩ là thế nào cũng sẽ lên được 11 đó. Bây giờ cắn sách đẩy cấp sớm. Có tiền đẩy cấp sớm để có cái đội hình mạnh. Có cái đội hình mạnh rồi chúng ta sẽ chiến thắng. Và khi mà chúng ta chiến thắng thì chúng ta lại có sách. Đấy, nó một cái vòng luẩn quẩn như thế. Nếu mà chúng ta thua, chúng ta lại cứ tiết kiệm. Mà một khi mà đã tiết kiệm thì sẽ không bao giờ thắng. Không thắng thì là sẽ không có sách. Một cái vòng luẩn quẩn đó. Rồi. Tương đối mạnh đấy. Thunder 2 sao, Flame 2 sao. Ba con quan trọng nhất thì nó đều lên 2 sao rồi. Nhưng cái con human còn lại thì nó chỉ đóng vai trò kích hệ. Cái con Kunka thì nó có thêm cái khống chế được. Con sói thì có thêm khả năng là gọi đệ, câu kéo được khá khá thời gian. Akali Clay khả năng tiếp máu, hồi máu cũng được. Rieter này. Ok. Chứ Rieter chứ lại có Rieter à? Cũng chả sợ lắm. Rieter thì nó sẽ không bị cái bộ Half Orc nó khống chế nha anh em nhá. Đấy, chúng ta tí nữa chúng ta sẽ hướng tới cái bộ Half Orc kết hợp với cả 6 mét ấy. Kết hợp với cả 4 gót ấy. Giống như là ban sáng ấy. Đấy thì... nó sẽ gặp Greater thì có thể là chúng ta sẽ bỏ 4 Half Orc ra. Thay vào đấy là có thể là một cái cọc hoặc là thêm Warlock vào chả. Chưa gặp cái thằng Gia Kính Lâm nhỉ. Gia Kính Lâm gặp có khi là tôi vẫn có khả năng ăn được đấy.
Đây, để cái này đi. Cho nó chắc kèo. Hai cái xoẹt quạt thì sao? Sembo Exit, chuyện này nó mới ra được một con. Không biết là có làm được cho anh em Bùi Sơn Luân không? Thằng này cũng lên được 8 rồi này. Nhưng mà có vẻ như là nó vẫn chưa thể khỏe bằng tôi được với con Thunder 2 sao. Ok. Đây rồi. Ui, có thằng đi rồi. Khả năng cái thằng đấy là bot ấy. Dạo gần đây thiếu người là nó cũng hay ghép với cả bot. Ghép với một hai con bot vào trong game. Rồi lên chỉ luôn, giữ cái chuỗi này anh em ạ. Nó lên 8 rồi. Ra kính lâm lên 8 rồi. Quyết tâm cắt chuỗi đấy. Tôi quả này mà tôi cắt chuỗi tôi lên 10 sớm luôn. Cắt chuỗi phát là đủ tiền lên 10 mà, đúng không? Cắt chuỗi phát tức là round sau là có 4 quyển sách nữa. Lên 10 round 21 luôn. Thậm chí là 19 khi lên được 10 rồi. Bán bớt một vài con đi là lên được. Chuỗi cộng 8 thơm lắm ấy. Ui, vẫn chưa gặp này. Ơ, cái thằng kia nó quit nên là reset lại anh em ạ. Ui giời ơi, thế thì bao giờ mới gặp thằng kia. Ui mà thằng này cũng to đấy. Ui may quá anh em ơi, cái con Thunder của tôi nó xoẹt quạt được 2 lần. Thế là vẫn giữ được cái chuỗi này. May quá đi mà tôi. Rồi. MC Brian nó mạnh rồi, bắt đầu mạnh lên rồi. Cắn sách bây giờ là khả năng là lên được rồi đó. Nhưng mà thường sẽ để ở cái round 21, 23 23 cắn lên. Lên 10 thì nó chẵn hơn anh em ạ. Round 19 này lên 10 thì nó hơi phí, lãng phí lắm. Bởi vì thực ra lên 10 thì kẹp được thêm cái con Whispersier vào, nó cũng không mạnh hơn là mấy. Thôi kệ nó đi. Ui, gặp thằng có chuỗi luôn này. Ăn được không? Thằng này to nhá. Có Doom luôn này. May quá, bắn trưởng trước khi con Doom nó Doom. Rồi, thế thì ăn được thôi. Hay quá. Cắt chuỗi luôn mà không cần phải up cấp. Quá tuyệt vời. Trận này không thấy ra Drui với cả ra Havoc mấy nhỉ anh em nhỉ? Thì ra ít quá. Mà thế là round sau là tôi lên được level 10 rồi. 11 luôn. Round sau lên được 11 đấy. Round quái này là chắc chắn là ăn được cái round quái là có 3 quyển sách nữa rồi. Quá tuyệt vời. Trận này vừa có chuỗi lại vừa cắt được một cái chuỗi dài nữa chứ. Khả năng trận này lại một cái trận nữa chúng ta có thể lên được 12. Nhưng mà trận này ấy, cũng có thằng nó đang có cái ý đồ là đánh cái đội hình mà cũng giống tôi đấy. Anh em ạ. Top 2 kìa. Top 2 cũng chơi 6 human. 6 human 6 mét rồi. Đánh ở level 9 rồi. Tức là cái thằng đấy nó cũng sẽ có cái cơ hội lên được 12. Để xem là 5 rồng 9 mét hay là cái bộ mà tôi chơi nó mạnh hơn nha anh em nhá. Đấy, tôi sẽ chơi cái bộ như ban sáng. Đấy, cái line up như ban sáng là chúng ta chơi mết kẹp với cả Havoc. Havoc kẹp với mết ấy, cái con Sembo Exit ấy, nó chỉ cần có cái đồ Kira thôi anh em ạ. À tôi chết rồi, thiếu một quyển sách à, phải đao sao. Rồi lấy cái đồ gì đây? Trượng hiến tế hay là cái quả cầu nhỉ? Cầu vực thẳm. Cầu vực thẳm đánh với mết không? Thực ra đếch cần anh em ạ. Đánh đôi công luôn. Đánh đôi công của nó luôn. Cần quay cầu vực thẳm. Tí nữa ấy, mà nó chơi 5 dòng 9 mét ấy, thì trận này lên nhớ là có Tsunami. Không sợ đâu. Cứ biết là bây giờ cứ lên được 11, 12 cái đã. Xong một tí nữa chuyển sang kẹp cá vào.
Tôi sẽ lấy cái chữ hiến tế đó. Rồi, đổi cái que, cái kiếm nhá anh em nhá. Đây, cái hộp ma thuật này. Tăng cường tấn công thôi. Tí nữa full đam. Đánh đôi công luôn. Chả cần đồ thủ đâu. Đồ thủ có đủ rồi. Chúng ta lấy được cái chén thánh đồ thủ rồi. Gladiator này. Xòe phát, Gladiator chưa chết. Nhưng mà đằng sau vẫn có con flame. Vẫn đấm được, yên tâm. Vẫn đấm được, hay quá. Level 7 rồi, đánh với level 10. Đây rồi. Ra cả già cả rồng luôn này. Bỏ con sói đi. Thực ra cũng chả cần con rồng. Đủ rồi mà. Rồng cho vào nhưng mà có chơi rồng đâu. Cũng chả cần thiết lắm. Nếu mà chơi rồng thì vứt cái con ấy thôi. Cái con Agali Clyde. À thôi, vứt cái con này này. Avenger Clyde này. Nhưng mà Avenger Clyde đang có tí đam ấy. Đang có 40 đam, có sẵn không? Cái này đi. Bỏ con này đi, chả cần nữa. Chưa đủ 6 mét nhỉ. Thiếu một con mét. Thế này đi. Tiết kiệm tiền luôn. Rồi Witcher này. Witcher nhưng mà level 8 đã hết sạch tiền rồi. Thế sắp đi rồi đấy. Chúng ta vẫn đang lấy được những cái chiến thắng. Vẫn lấy được sách. Thôi mấy con này bỏ hết nha anh em nhá. Chúng ta form đúng cái đội hình sáng nay thôi. Con gì cần thì là có hết rồi. Đây, lấy con này vào này. Lấy thêm 3 mét. Lấy hấp óc luôn. Quên mất đấy. Quên mất không pick cái con rồng với là con Phượng Hoàng. Con này vào bỏ thay cho con Zipper. Zipper không cần đâu, bán đi. Cố nào. Hai round thắng nữa thôi. Hai round thắng nữa thôi là đủ rồi. Rồi, Goblin. 6 Goblin này vẫn ăn được. Ra cả máy bay rồi. Nhưng mà chúng ta là 6 mét. Chúng ta là mét ở đây. Đấm được. Ok. Rất nhiều đồ gây đam. Một round nữa thôi anh em ạ. Cố nào. Đây là 6 mét này. Đây, linh hồn lửa. Ok, chắc là bỏ rồng thôi. Ra linh hồn lửa thì bỏ rồng đi. Có cần chơi rồng không? Trận này chắc không cần chơi rồng đâu. Cũng chả có slot cho rồng ấy. Không có rồng 5 đô chơi rồng làm gì đâu. Thôi. Bỏ rồng mết thay bằng cái con linh hồn lửa mạnh hơn. Đấy, vẫn thắng rồi anh em này. Hay lắm, gặp mấy cái thằng Goblin là sướng lắm. Rất thích gặp mấy thằng Goblin luôn. Rồi, lên được rồi. Lên được 12 dễ thật đấy. Vậy thì nếu mà chúng ta lên được 12 rồi thì cái câu chuyện nó là không cần human nữa. Bắt đầu cho half orc các thứ vào thôi. 6 mét half orc. Chuyện này cái con Sambo Exit nó mãi không lên được 2 sao anh em ạ. Thực ra tôi cũng chỉ cần nó lên 2 sao thôi mà. Bây giờ lên 2 sao xong kiếm cái đồ Kira cho nó gánh là xong. Chưa có cái con Ogmerzai nhỉ. Ogmerzai 1 tiền. Lên level 12 này không biết có roll nổi không. Chúng ta sẽ form dần về cái bộ 6 mét kết hợp với cả 4 half orc, 4 god.
Đây rồi, đủ 4 hitbox nữa này. Đồ. Đây là cái giáp này được. Rèn cái đồ này thì chưa lấy được cái đồ gì cả. Có lẽ là tạm thời lấy cái món đồ này cho con Flame. Bốn hấp óc này. Bán con gấu đi thôi. Con gấu này ấy, tí nữa nó sẽ không lướt được. Cái con Senboezit nó sẽ không lướt được con gấu đâu. Chúng ta nuôi mấy cái con Drui rẻ tiền hơn để tí nữa có thể hiến tế cho nó. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chưa có đồ Kira đúng không? Tạm thời như này đã này. Ok. Thằng kia lên được 11 rồi á. Lên được 11 rồi. 5 rồng rồi, 5 rồng à. 5 rồng kết hợp với cả già 2 sao rồi. Tầm này chắc thua. Nó có cả cái kháng phép kìa. Lấy cả đồ kháng phép. Ui vẫn ăn này. Ui không ăn được. Mất chuối. Quả vừa rồi là hòa ấy, là mất chuối nhở. Hình như là hòa. Ok, để xem là đổi được cái món đồ gì không. Hướng tới cái món đồ tím anh em nhá. Tôi sẽ hướng tới nó là cái gì. Cái đồ Kira anh em ạ. Đây rồi. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái con này nó chưa lên 2 sao. Roll thôi. Rớt này. Kiếm cái Senbo Exit 2 sao mà chơi được. Bỏ nó rồng đi nhá, rồng không cần nữa. Đủ bộ à? 6 mét thôi anh em ạ. Chưa lên được 2 sao. Lên được 2 sao mới uy tín được. Tạm thời thì con gây đam nó là cái con Thunder Spirit. Gần 20k đam, 18k đam. Mà Senbo Exit mà lên được 2 sao thì nó mới là con chính. Đây rồi. Ok nha anh em nhá. Đấy, bây giờ là chúng ta có thể hiến tế cho con này. Con nào mà luốt được thì chúng ta sẽ để ở bên cạnh thôi. Chúng ta có đồ Kira nhưng mà nó chỉ luốt được những cái con bằng tiền hoặc dưới tiền thôi anh em ạ. Tức là 4 tiền trở xuống đấy. Xem cái con nào 4 tiền thì cho nó luốt. Con nào mà hơn 4 tiền thì để ở ngoài thôi. Đấy, xong rồi dồn đồ cho nó. Sẽ rất là mạnh đấy. Con này bổ cực kỳ đau luôn. Đây, 6 đỏ này. 6 đỏ dù. Ui dồi anh em ơi. Một bổ 25k luôn này. Dã man. 6 đỏ mà nó bổ một phát bay màu anh em ạ. Vãi cứt. Hề. Nhưng mà đánh cái con du xoay này thì hơi khó. Nó có khả năng kháng phép. Tầm này chưa đánh được. Chắc là phải có Doom. Có thằng này hơi khó chịu nhỉ anh em nhỉ. Hơi khó chịu á. Nhưng mà trông nó quả nó bổ một phát mà gần 30k thì nói thật với anh em là cũng ra gì đấy. Bổ một phát là 30k cũng ra gì đấy anh em ạ. Cũng rất là ra gì đấy. Đồ thì rất là vớ vẩn nhá. Chỉ có mỗi cái đồ Kira vào thôi mà nó khác biệt thế. Chưa có cái gì gọi là quá mạnh mẽ đâu. Đồ tím không có, đồ cam cũng chưa có. Chỉ là một cái món đồ Kira vào thôi nhưng mà nó bổ đau thực sự luôn. Sáng nay anh em xem anh em cũng biết là nó bổ một phát là bay một con mà. Bay màu một con luôn á. Trừ con co của đối thủ thì bổ hai phát thôi. Chứ còn bình thường thì bổ một phát là bay rồi. Đây xem nào. Clyde này. Ơ kìa. Cái gì vậy. Cũng vẫn bổ được đấy. Quả vừa rồi vẫn bổ được nhưng mà chết trước khi bổ xong. Thằng này nó cũng lên được 12 rồi này. Ây à, căng phết nhỉ. Thunder 3 đi. Vậy là cái thằng kia nó cũng lên được 12 rồi.
Khó chịu đấy. 5 dòng 9m là chắc chắn luôn. Chúng ta gặp 5 dòng 9m net game à? 5 dòng 9m thì có khi là không chơi bộ này nữa rồi. Senbo phải 3 sao thì mới chơi được. Senbo 2 sao thì chắc là phải chuyển bài. Nhưng mà cái cú bổ của nó thực sự nó rất đau luôn. Kira này là còn kết hợp với cả gót được nhá. Tí nữa có thể kết hợp với 4 gót được. Trận này hướng tới là nó sẽ là cái con Khan. Chúng ta có Khan. Thằng Kamon nó lên được level 10 rồi. Dồn đồ cho Du xoay 6 đỏ, đang có chuỗi cộng 7. Trông có vẻ căng đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là sớm muộn gì nó cũng sẽ bị cái thằng 9m5 rồng nó ăn thôi. Cái bộ đấy không ngán gì Du xoay đâu. 9m5 rồng thực ra là nó chỉ cần đánh ở level 11 đã đủ rồi. Lên level 12 kẹp thêm con Doom vào là xong. Lùi tiếp cái con Witwatersia lên 3 sao anh em nhé. Thì khi mà cái con Senbo lên 3 sao chúng ta luốt cái con đấy. Đây rồi. Nhưng mà hiện tại thì không luốt được. Hiện tại thì chúng ta không luốt được con này. Để xem nào. Xem luốt con nào cho nó hợp lý. Lấy đồ trước đi. Hay à, refresh off hay là dấu hiệu bão. Mà thôi chả cần đâu, tôi muốn lấy cái BKB anh em ạ. Random ấy. Kiểu BKB đánh với cả nhà mết. Không có à. Chán đấy à, thế thì rèn đồ cam luôn. Rèn luôn đồ cam ấy. Đây, lấy cái hút máu. Món này cần đấy. Ok. Rồi, 6 đỏ này. Anh em nhìn quả bổ kìa. Bổ phát là 6 đỏ bay màu luôn. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok kìa. Ok kìa. Ok kìa. Ok kìa. Bố vẫn đi luôn này. 22 máu à. 22 máu à. Ăn được luôn. Điêu rồi đấy. Đấm còn 3 màu luôn, gót đỏ Du xoay. Ăn được cả gót đỏ Du xoay luôn này anh em này. Ảo ma Canada đúng không? Không hề có đồ kháng phép đâu nhá. Điêu thật sự. Tôi nghĩ là gót đỏ Du xoay round tiếp theo gặp 9m5 rồng thì cũng bay màu đó. Mà tôi gặp 9m5 rồng khả năng tôi cũng sẽ bay màu. 9m5 rồng bây giờ có khi là phải kẹp cá mà anh em ạ. Phá cái bộ gót. Phá cái bộ mết này ra. Kẹp cá vào thôi. Lên được level 12 thoải mái. Chúng ta kẹp dư sức và kẹp 6 cá vào. Thừa slot. Thừa slot hiến tế luôn. Ok, 95 rồng khỏe quá anh em ơi. Nó phọt một trưởng của tôi không kịp tung trưởng luôn này. Khi mà chúng ta bị đóng đá ấy, thì chúng ta không tung một trưởng. Đấy, cái thằng gót Du xoay đi rồi kìa. Gặp 5 dòng 9m thì đi thôi. Đỡ làm sao rồi. Thôi rồi. Pick cá vào, run cá đâu. Đây rồi. Đúng là ý trời luôn anh em ạ. Ý trời ra rồi. Thôi được rồi, bỏ vào đó, 4 cá vào đó. Bỏ cái con già ra. 4 cá là có thể là có cơ hội ăn. Nhưng mà trận này là phải 6 cá. Riêng cái bọn 5 rồng 9m này thì chắc chắn nó sẽ phải là 6 cá rồi. Thì tôi sẽ kiếm đủ các cái con cá cho vào. Tiền thoải mái luôn nhá. Tiền như này thì làm sao mà có thể là trượt được. Chắc chắn là kiếm được đủ 6 cá. Sớm muộn gì cũng kiếm ở đó. 60 tiền. Rồi. Lọt vào trong bổ được một phát là bay màu. Anh em nhìn đam một con Senbo Aegis kìa. 16 ca đam. Vẫn thua á? Làm gì có chuyện thấy. Bổ đau thật sự. Bổ hai phát già mà chết cơ. Rồi, 5 rồng 9m của chúng tôi. Thằng này nó có 5 rồng 9m, có cả gót luôn ấy. Ok.
Luôn rồi. Đây rồi. Xả hết tiền luôn đi. Hay quá nhờ. Chưa ra Aquaman. Một con Aquaman thôi. Sao nào? À đây, Khan đây này, 4 gót. 4 gót đây này. Rồi. Quá là ok luôn. 4 cá, 4 gót. Bây giờ Sandbo Exit nó sẽ bổ nhiều hơn. Ơ kìa. Chết rồi. Ui trời ơi anh em ơi. Nhìn nó bổ kìa. Một khi mà anh đã không bổ thôi, nhưng mà anh một khi mà anh đã bổ xuống rồi thì thôi thôi thôi. Dọn dẹp toàn bộ bàn cờ luôn. Anh em nhìn thấy quả mà nó bị cái con rồng ấy nhá. Bị con rồng 3 tiền nó khóa mõm rồi đấy. Mà nó bổ được xuống. Sau khi nó bổ xuống thì nó dọn toàn bộ đội hình địch luôn. Mà đây nó chưa phải là 6 cá đâu. 4 cá mà nó đã thế này rồi. À đây rồi. Con Aquaman đây rồi. Bây giờ bán cái con gì đi nhỉ? Bán con Phượng Hoàng. Con này bỏ đi. Đấy nhá. Con ốc có thay cho con The Song là xong. Nhưng mà rao sau nha anh em nhá. Rao này gặp quái. Quái cứ để như này đi. Để như này được thêm 3 mét nữa. Đánh quái cho nó dễ. Tí nữa là bỏ lốt cái con The Song ra là xong. Chúng ta có một cái đội hình hoàn chỉnh để chiến thắng đối thủ. Và chắc chắn là thắng rồi. Không thể thua nữa rồi. 6 cá thì làm sao mà thua được. Bây giờ roll để đưa cái bọn này nó lên 2 sao cả đã. Lên 2 sao thì mới tế được. Đây rồi, giáp trừ tà sẽ khiến cho chúng ta sẽ chắc chắn tung một trưởng. Chắc chắn là sẽ tung một trưởng mà sẽ không bị khựng lại, không bị đóng đá. Đấy. Ui cái bộ Half Orc này mà nó kết hợp với 6 cá nó cực kỳ hay luôn anh em ạ. Bởi vì làm sao, bởi vì nó len lỏi giữa cái hàng ngũ địch. Nó dí thẳng vào mặt địch luôn. Chỗ nào đông nhất thì nó lao vào. Và nó sẽ lổ cực kỳ mạnh. Chúng ta không cần phải dàn hàng ngang nữa. Chúng ta lao thẳng vào giữa hàng ngũ của địch luôn. Rất khỏe. Cái tsunami mà lao thẳng vào mà hất tung thì ôi dồi luôn. Đây này, ôi dồi ôi, lổ. Thậm chí là cái búa của con Sandbo Exit nó còn chưa kịp bổ xuống anh em ạ. Thôi xong rồi. Trò chơi kết thúc. Đối thủ bất lực rồi. Nói chuyện này nói chung là xong rồi đấy. Đưa lốt con rớt đến 2 sao này. Mà chỉ tiếc một cái là không lên được con Sandbow lên được 3 sao thôi anh em nhỉ. Sandbow lên được 3 sao không lên được. Hơi cay. Sandbow ơi mà lên 3 sao. Xong rồi tôi lướt hai con 3 sao ở dưới hàng chờ này. Tôi bỏ bớt gót ra. Rồi ôi nó đập một phát là chết luôn ấy. Mà thôi được rồi. Thế này là cũng là một phát chết luôn rồi còn đâu nữa. Nó bổ một phát chết hết luôn. Thậm chí là còn trước cái bổ thì nó bay màu ra. Thế cái bổ cái quả thứ hai là còn trước cái bổ đâu. Trời ơi nhìn đẹp mắt thật đấy. Quá đã luôn. Hy vọng là anh em Bùi Xuân Luân sẽ thích cái video clip này. Hôm nay là chơi cái con mà anh em yêu thích ấy nhá. Nhưng mà tôi kết hợp một cách lạ hơn so với cái cách thông thường là cái con này nó hay kết hợp với cái bộ đỏ ấy. Đấy thì hôm nay kết hợp với cái bộ Havoc rất là khỏe luôn ấy. Thề nó bổ kinh thật. Mà đấy là tôi còn chưa lên được 3 sao đâu. Chứ còn lên 3 sao thì tôi cũng không biết là nó mạnh đến cỡ nào nữa. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là cái bộ mết kết hợp với Havoc dồn toàn bộ đồ cho con Sandbo Exit anh em nhá. Nhưng mà trận đó tôi chơi được kết hợp với cả mết. Đấy, cũng rất là hay. Sáng nay, clip sáng nay. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái lineup mạnh nhất meta này anh em nhá. Lineup 5 rồng kết hợp với Witcher, mạnh nhất được trong meta luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.